Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức Phật, đức thầy. Kính thưa đại diện trưởng đoàn 8 và cùng kính đến ông bà cô bác cùng toàn thể anh chị em hiện diện kính mến. Kính thưa quý vị, bây giờ đó là thời gian không cho phép mà hạn hẹp, nên đó là giống như làm 3.000 trái dừa mà con chắc nước cốt còn một muỗng để nói cho chúng ta cùng nghe cũng như là trao đổi quý vị. Phải nói là diễn đàn là cái chi, ai thì đến đó, vậy thì cũng rung quý vị. Thật sự ra dưới cho dù quý vị thuộc cỡ nào đi chăng nữa, lên đây đứng chẳng rung. Cô nãy đọc hay đó, nói thiệt chứ lúc mà con mới phát tâm mà gọi là tu đó ha, lên đứng trên diễn đàn một cái chừng như thế này thì con thiệt quý vị nói là không muốn ra luôn á, nó khó lắm quý vị. Thì đây con kể cho quý vị chúng ta là cùng nghe câu chuyện, đó chính là chúng ta thấy là cái quán nước này đúng không, mà hồi xưa đó quý vị là có một cái quán nước á, là có một cái cô gái đó rất là đẹp. Cái sắc nước có thể nói đẹp là như điêu thuyền luôn quý vị. Đẹp như mấy cô gái mà trong đoàn mình vậy nè, rất là đẹp. Đó, thì lúc bấy giờ đó là có 4 người, tức là nhà sư, chàng buôn ngọc và nhà thi sĩ ha quý vị, và ông bán thịt. Thì hàng ngày đó nhà nhà ấm no vui tươi hạnh phúc, cầu nguyện cho cụ Huyền thân thụ được tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường Tân Long Phú Thọ, phụ mẫu quá xứ trực vạn Tây Phương, cầu nguyện cho bá tánh vạn nhân từ tâm bác ái giải thoát mê ly, cầu nguyện cho 10 phương pháp giới chúng sanh đồng được quy y Tam Bảo tu hành giải thoát, và cầu nguyện cho tất cả chúng con khi đi chiến núi mấy ngày này được giải hết quả căn bệnh tật, tiêu trừ tai qua nạn hội, và về nhà phát tâm làm lành ăn chay tu hiền theo giáo lý Đức Phật, Đức Thầy cho đến ngày viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Xá bốn xá thay vì cho bốn đại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Và xá chính giữa và hai bên. Bà đi cái bầu không khí mát mẻ, vui tươi như vậy thì cũng xin giới thiệu cho là chị Mỹ Thuật có giọng đọc rất là lạ, là bữa nay chị bệnh đọc hơi khàn khàn chứ không phải là thường bữa chị đọc rất là hay, mà bữa nay cái giọng là sửa giọng như gì lại càng hay thêm nữa. Quý vị cho một tràng pháo tay đi quý vị ơi. Rồi mời chị. Nam mô A Di Đà Phật, con xin thành lòng năm lời thi văn giáo lý của thầy qua bài cho lưu dân tốt hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Mô đã làm nhớ danh
kỳ đâu mà kỳ, đơn giản là hai đôi đáp lời cho về đời dân dập sai mới khu thảm mơ người nào đang tỏ là mơ như dân ngưng nơi mèo mà lông lanh làm cho Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Ph
một hồi xa chơi, đau đau lạnh thương thành hơi vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tầm. Từ đây nè, niệm bạc đi chưa? Dạ, ông không có thời gian chứ không cho phép vậy. Chứ đọc giảng thầy là quý lắm. Quý vị nói thầy nghe đọc giảng thầy đi, tôi nghe mà 24 trên 24 được luôn. Nhưng mà đi ở trong đây là mình vì cái gọi là nội quy tập thể. Mình không có thể riêng tư cá nhân ai được, cũng còn người khác. Thì vừa rồi, bà chị đây là cũng là cái tinh thần đạo mạnh nó thiệt chứ. Mà cỡ như mà tám vô leo chưa chắc gì thuộc như cổ đó nghe. Mà hơi nói tôi đi chứ không có nói đâu. À vừa rồi là chỉ đọc trong cái quyển 3, ngồi trên đỉnh núi Liên Đài tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Tức là cái biển cái này là cái người tu tiên, tỷ do cái này tu tiên rồi tu làm người luôn. Thì để tiếp theo chương trình cũng xin giới thiệu để đồng đạo Thương Hoài Thương sẽ lên đây gặp gỡ quý vị đôi điều
để gieo duyên. Lỡ mà ông này ông tu có yếu yếu hết quý vị mà tu ngon vớt ổng lên để gieo duyên đó. Vỗ tay. Thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lễ kính đức Phật, đức thầy. Kính thưa đại diện trưởng đoàn 8 và cùng kính đến ông bà cô bác cùng toàn thể anh chị em hiện diện kính mến. Kính thưa quý vị, bây giờ đó là thời gian không cho phép mà hạn hẹp nên đó là giống như làm 3.000 trái dừa mà con chắc nước cốt còn một muỗng để nói cho chúng ta cùng nghe cũng như là trao đổi quý vị. Phải nói là diễn đàn là cái chi, ai thì đến đó vậy thì cũng rung quý vị. Thật sự ra dưới cho dù quý vị thuộc cỡ nào đi chăng nữa lên đây đứng chẳng rung. Cô nãy đọc hay đó, nói thiệt chứ lúc mà con mới phát tâm mà gọi là tu đó ha, lên đứng trên diễn đàn cái chừng như thế này thì con thiệt quý nói là không muốn ra luôn á. Nó khó lắm quý vị. Thì đây con kể cho quý vị chúng ta là cùng nghe câu chuyện. Đó chính là chúng ta thấy là cái quán nước này đúng không? Mà hồi xưa đó quý vị, là có một cái quán nước á, là có một cái cô gái đó rất là đẹp. Cái sắc nước có thể nói đẹp là như điêu thuyền luôn quý vị. Đẹp như mấy cô gái mà trong đoàn mình vậy nè, rất là đẹp. Đó, thì lúc bấy giờ đó là có 4 người, tức là nhà sư, chàng buôn ngọc và nhà thi sĩ ha quý vị, và ông bán thịt. Thì hàng ngày đó là 4 người này đến nơi đây để mà dùng nước. Đến một ngày nọ là nghe như một cái tiếng sét đánh bên tai quý vị. Thì bỗng hay đâu là tin cô gái này là đã qua đời, không còn ở trên thế gian này nữa. Lúc đó là 4 cái vị này đó là không biết là mình đi cái gì trong cái ngày mà cô ta lìa khỏi trần. Lúc bấy giờ thì nhà thi sĩ vốn dĩ là một nhà thi, nhà thơ, anh ta liền lóe lên trong đầu mình một ý tưởng. Đó chính là chúng ta hãy làm một cái bài điếu văn. Như vậy thì mỗi một người chúng ta sẽ làm một câu, tức là một câu thơ để mà gửi cái điếu văn cho cái đám tang này. Thì sau khi mà gửi lên ý tưởng, lúc bấy giờ là chàng thi sĩ mới nói lên cái câu thơ. Đó hoa rơi rụng trốn diêm lâu. Chúng ta thấy là thi sĩ làm thi đó là con nói khỏi phải bàn. Có nghĩa là một người thật là tuyệt vời, đẹp như đầy, mà lại là bây giờ đó là sanh lão bệnh tử cũng không thể nào mà tránh khỏi. Lúc đó là nhà Vô Ngọc chỉ là trong đầu mới nghĩ rằng đó là cuộc đời của mình đi Vô Ngọc từ hồi đó tới bây giờ mua bán ngọc, mới nghĩ lên câu thơ là dường như ta mắt ngọc Minh Châu. Có nghĩa là ở trên thế gian này nàng đẹp như là một cái viên ngọc quý, nhưng bây giờ không còn nữa. Đó, lúc bấy giờ là nhà sư luôn tu hành tinh tấn với pháp môn niệm Phật, ông ta mới nói rằng đó là Nam Mô Tịnh Độ nàng về trước. Có nghĩa là cái nhà sư, cái tư tưởng của người ta thì sẽ luôn suy nghĩ về tà cõi Tây Phương Cực Lạc, là Nam Mô Tịnh Độ nàng về trước. Ông bán thịt thì tối ngày ông toàn là giao lưu với là thịt với heo này kia không à, không biết nói cái gì. Lúc bây giờ ông mới bí quá bí rồi, ông bắt đầu lên câu thơ là để lại cho ta mở giới đầu. Có nghĩa đó là để lại cho cõi thế gian này những cái sự phần phiền não khi mà thấy cái cô ta ở trên cõi đời này không còn nữa, gây sự lưu luyến cho người chẳng thế. Đọc lại 4 câu thơ, viết lên một cái bài gọi là cúng điếu văn. Đó hoa rơi rụng trốn diêm lâu, dường như ta mắt ngọc Minh Châu. Nam Mô Tịnh Độ nàng về trước, để lại cho ta mở giới đầu. Thì kính thưa quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rằng là con người chúng ta sanh trong cõi thế gian này, cái ý nghĩ, cái hành động, cái việc tạo tác của chúng ta, nó là cái nghiệp. Chúng ta nên nhớ rằng ác nghiệp làm ta khổ, phước nghiệp làm ta vui. Khi ta bỏ thân này, nghiệp theo sát bên ta. Vì vậy sống ở trong cõi đời, chúng ta cũng gọi là ráng tu hành tinh tấn theo lời Phật và thầy chỉ dạy, là đền trả tứ đại trọng ăn. Có nghĩa là đền tứ ăn đã trả chẳng còn tội căn. Một là ăn tổ tiên cha mẹ, hai là ăn đất nước, ba là ăn tam bảo, bốn ăn đồng bào và nhân loại, với kẻ xuất gia thì ăn đàn na thí chủ. Vì vậy chúng ta hãy nhớ rằng đó là chúng ta tu, chúng ta làm cái việc gì ở tạo tác ở kiếp này thì kiếp tới chúng ta sẽ là đi về đó quý vị. Như một cái cây nó nghiêng gì đâu thì cuối cùng nó sẽ ngã gì đó. Thì qua câu chuyện này Hòa Thư xin chia sẻ với quý vị, thời gian không còn nhiều mà điểm thì chúng ta rất là nhiều quý vị. Thì bây giờ cũng xin cầu chúc cho đoàn chúng ta là đi viếng núi Thiên Cẩm Sơn, giải bớt quả căn, định tâm tánh lại, bệnh tật tiêu trừ, giải đắc đạo quả tới ngày Long Hoa Đại Hội diễn kiến Đức Phật Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay tới đây được cho nổi lên hết, cá linh ở luôn, nó nằm ở dưới nó xịt cho lên hết luôn.
Thì vừa rồi là tức là nhân tài đã xuất hiện hết mà còn kép chánh chưa có ra mặt. Thì cũng xin giới thiệu quý vị là bé Út, cũng là tên Út, để lên đây gặp gỡ quý vị qua lời vàng trong ngọc của Đức Thầy. Hôm qua giờ luôn mà nằm trong hang hoặc cá lóc mà nó chuối cá gô vậy ha, nằm ở dưới đó, nay tôi xịt luôn hết. Tôi nói nha, ca sĩ, nghệ sĩ đều người ta có quy chương hoặc là có hạn. Mình vô tu là có quy chương rồi quý vị, mà ngại hoài không dám lên đập. Mời sư huynh để lên đây gặp lỡ, để kết duyên lành cùng bà con. Sau này mình có tu mà yếu yếu đó, bà con ở đây ta tu ngon á. Ông ngủ tôi nữa kìa. Lên luôn, tôi xịt cho hết lên hết nè. Lương này nghe nó chuối dữ lắm quý vị ơi, phải điện 220 mới đủ trời lên. Còn nữa nghe, còn bé toàn nữa kìa, chưa đó. Điện không dữ quá, xịt luôn chuẩn đòn lên luôn à. Rồi nè, mời anh Út. Đây là quyền thoại là bé Bảy đúng không, phải không? Đây là kế nhà quyền thoại bé Út. Quý vị cho chàng pháo tay quý vị ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì mình cũng bữa nay là ngày 27 tháng 4, mình cũng có theo đoàn của Tám Dương Leo. Trước thì giao duyên với đoàn, sau kết duyên với đồng đạo từ xa. Mình với đạo Tám giao duyên với quý vị một đoạn giảng trong quyển năm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Khổ thứ nhất sự sanh là gốc, vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, có phép nào ở chốn ngục tù bởi mẹ đã hoài tỏ
để giật quấy thăng tan nát gần ấp mỗi công thần sao xét chỉ dặn dơ kinh sợ vô cùng rồi một lần đến lúc lâm chung và cõi tạm theo đường tội phước nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước mà cũng không thoát lục tùng quần do sơn chẳng chôn lãnh tử thần cho khỏi đoạn thứ năm nghĩ suy tìm tội cầu chẳng thành những việc thật ham người trên đời cũng lòng tham muốn phước thọ phẩm hàm tiền của nào vợ đẹp hầu sinh là lỗi không được thầy bật tật ô phiền cả tâm thần đều đứng đảo điên vậy khổ hay là chẳng đoạn thở sao biệt ly cay đắng người mình thương bỗng lại chia lìa khi đầm đìa lớp trong nhớ ruột thầm chua xót ở thế gian mấy ai thoát lọt nợ gia đình đeo đắm căn duyên cơn nguy nghèo nghèo thì lo
chúng bạn khinh cường. Giao thì là chuyện lắng với người, miễn cho được đầy gương đầy tổ. Nam mô A Di Đà Phật. Ai không có vậy? Cái nhà huyền thoại mà không ai cho được, giống như ông Bê Lê tôi ở cái nhà ổng rồi tôi cũng cũng có tiếng vậy phải không? Mà ở đây là cái nhà mới bảy là độc giảng viên nha, là cũng gần đuổi thì cái đoạn thổ đó quý vị thứ tám này nè là ai cũng dính vô hết, cho trúng ngay đây trúng rồi mà mình trúng bà con mình trúng tập trung vô trúng quý vị ơi. Cái đoạn mà thổ tám cái thổ này nè là ở cõi ta bà thổ hết, mà nếu mình có tu tập là đổi lên cái tám cái thổ ở cõi cực lạc. Quý vị thấy không, ở cái thổ mà đoạn thứ sáu thịt đi cây đánh đó người mình thương bỗng lợi chia lìa đó, khi khóc than nó bắt đầm đìa đó. Còn hành hương về miền Bắc Sơn bảy núi của tám dưa leo đã trở về, hiện đang đứng trước hang điện kính, cũng mời quý vị mình có nón mình lột xuống nha. Ở đâu cũng Phật cũng chờ, tâm thành chí nguyện xem đời có chi, tống lòng thành gian chung chứ khiếp, đức từ bi trích dẫn linh hồn, nén hương lòng nguyện với Phật con ban phước huệ của nàng như thế. Thế thấy và bà con cũng đã chuẩn bị tư thế xong, mời quý vị hướng tâm về trước mặt chúng ta, có thờ tượng Phật, tượng Quan Âm Bồ Tát, tượng trưng cho tâm đạo Phật đài, quý vị cảnh ba xá. Và mời quý vị chắp tay lên trán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thành, chư quan cụ thành, chư vị sơn thành, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày 27 tháng 4, chúng con có đi qua hang điện kính, hiện đang làm lễ cầu nguyện với vui tâm bảo Phật đài cho hai cõi âm siêu dương thế, cầu nguyện cho thế giới năm châu không còn chiến tranh, bệnh dịch tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, nhà nhà ấm no vui tươi hạnh phúc. Cầu nguyện cho cụ Huyền Thất Cậu được tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá xứ trực giảng Tây Phương. Cầu nguyện cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Cầu nguyện cho mười phương pháp giới chúng sanh đồng được quy y tam bảo tu hành giải thoát. Và cầu nguyện cho tất cả chúng con khi đi chiến núi mấy ngày này được giải hết quả căn bệnh tật, tiêu trừ tai qua nạn khỏi, và về nhà phát tâm làm lành ăn chay tu hiền theo giáo lý Đức Phật, Đức Thầy cho đến ngày viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Xá bốn xá thay vì cho bốn đại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Và xá chính giữa và hai bên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và đĩa nó bị hết đĩa, thì bắt đầu là tới mặt tập 2 mình đi lên nếu hai khi cô ở lên nó đem lại lên đây.